Cái đó là bãi gì ạ? Bãi hội chạy nè, bà con thấy không? Bà cậu mấy người này kia. Cậu người bán thuốc mà để chạy là chỉ đóng hết vô kỳ rồi. Đóng hết vô kỳ rồi. 163 triệu. 163 triệu hả? Ờ, chết rồi cậu kìa. 163 triệu. Ủa, 169 triệu hả? Đâu được bán thuốc này uống, đau bụng chết á. Để chạy á. Thuốc tốt, đầu nó bảo là hợp tác thôi. Nó hợp tác thôi, nó bảo là hợp tác. Nó tạch được đấy, nó tạch được đấy. Cái mặt cái nước kìa đó, cái lượng nó hơi mặt cầm này nó hơi nó đi lừa đảo coi nè. Chị cầm bán xe luôn hả? Xe xong rồi. Ồ, kiểu cầm xe nào không? Nó dắt đi ra ngân hàng. Nó dắt đi ra ngân hàng rồi bây giờ ngân hàng đòi. Xong mình đòi tiền lại, biết là mình bị lừa rồi. Mình bị lừa là đòi tiền lại. Xong rồi là nó cái này là ở cái này ở phường nào? Cái này phường nào? Phường Long Bình. Phường Long Bình, căn Đồng Nai, Biên Hòa, Đồng Nai phải không? Phương Long Bình đó, đó lừa nè, đó mà con thấy không? Đó có tiền bậy bạ đó. Cơ sở kinh doanh chưa được phép kinh doanh gì á? Nó kinh doanh gì? Mang hàng vô trả nó đi, mang hàng vô trả lấy tiền lại. Mấy trăm triệu, một người
ngon đi, còn ngon tối đi. Lấy cái hàng ở đây. Lấy hàng ở đây, để hàng ở đây, để hàng ở đây. Để hàng ở đây. Lừa bỏ lừa nhiều lắm. Đây là cơ sở kinh doanh Dương Ngọc Phát, địa chỉ 685 để hàng ấy, đa cấp lừa đảo mà, đa cấp lừa đảo chuyên nghiệp, đa cấp lừa đảo chuyên nghiệp. Còn đó là có đó là cái là gì nó đổ trên này, có là cái gì đó. Thành công hả? Thành công rồi. 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 Hiện nay là bây giờ con người ta đang nhập viện, đang ở viện, bây giờ nghĩ sao? Kiểm định nào ạ? Bây giờ con người ta đang nhập viện rồi. Cháu nào mà không bị ta không được là cái công ty gọi làm rồi. Con đó hả? Mẹ mày con cái hai đứa bé là đứa trai, đứa gái nhỉ? Mẹ mày con cưng cho cái hai đứa bé đó đó. Sống làm sao để đứng? Mẹ này, quá lắm rồi bà đi, chứ không đâu là giúp đỡ nhau trong cuộc sống này ai? Ai chứ đưa đâu đặt đẹp? Bây giờ con chửi tao là cả đứa đảo, cái đứa đảo gì? Lấy chứa rồi còn quay lại nói. Tao lấy chưa về cho con đâu. Cái chấp nhận lấy chưa về mà giờ nó ăn nó uống mà giờ nó cái thằng gì vậy? Bây giờ khóa học đi học rồi nó không đi học được. Đó, chi cho tao đi về mà làm cái đó chưa nào. Bây giờ ngó đi không được, đi đâu đây? Cái thằng đâu vô đó thằng nào đâu? Ủa con mà bây giờ bị uống thuốc bị sao? Uống thuốc này bị sao? Uống cái chữa này. Ừ. Cái giờ nỗi lòng cái này sinh bụng cái này là. Vâng, sinh bụng luôn hả? Chết rồi. Giờ là hứa tôi là trong vòng 1 tháng. Không, bây giờ thằng luôn lấy tiền tôi ta bây giờ trả. Bây giờ tiền cả đi. Tiền của tôi rồi, bây giờ tôi tới thì tôi đi ra không cho tôi bây giờ hết khách hàng hết. Bắt trời. Bây giờ tôi không có biểu tôi á là. Con có bây giờ hộp con kia con giờ toàn là kẹo không mà là con một kẹo. Không rõ mà. Về nhà đây là đảo người ta muốn người mấy trăm triệu đi hả? Chồng nói này, hai vợ chồng đánh nhau, hai vợ chồng đánh nhau này. Đây là lừa chưa? Lừa rồi. Đó lừa đó, lừa rồi. Em bảo cô uống thuốc, em uống bát sữa thì bị chảy hả?
Em giờ chạy mà kêu bây giờ đâu mà đâu mà. Em làm mà ít một đấy mới lấy được câu hỏi là hai. Bây giờ làm bệnh viện nào? Bệnh viện ơi. Làm đâu? Thằng đâu ngon, thằng đâu ngon đi. Em chơi này chắc là to nhất rồi đấy. Em chơi xong bệnh nhà. Xong bệnh là. Nó là đâu đâu đâu. Ông chưa đâu còn thằng kim nữa thôi. Còn thằng nữa bệnh nữa. Em còn chút to này. Đúng này đi cúp đất này giỏi này. Rồi bóc bệnh luôn. Để cho mấy ông cây ơi. Nó kêu tôi chứ đóng tiền thôi đi rồi lên cấp. Đóng tiền lên cấp hả? Cái gì? Nói vậy lên. Đây nó lừa đảo mà. Lên cấp hả? 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 Mấy bà già cũng lừa mấy ơi. Mấy em bà già mấy em cũng lừa cả mấy bà bán cho bà làm hết rồi. Mấy bà già cũng lừa mấy bà chị. Cái này tôi không có gì lời. Không có gì lời. Một tháng 12 triệu. Người thành thì 12 triệu. Nó lừa bây giờ lừa người ta đóng tiền vô rồi xong bây giờ tới tàu đóng cửa không cho vô nói là nó chưa cho vô thì vi phạm là lúc chưa cầm tiền thì một ngày cái này tao bây giờ đi con men lại giùm mẹ uống nước rồi con bả cháu uống nước giờ uống sữa giờ bị ấy nè uống sữa kêu con men lại đi gọi thêm người nhà tới đi mua đi con kêu công an đi con đi kêu em tất cả mọi người tôi bắt cái thằng nào để kêu là từ thứ này tới thiệt đâu tôi đánh đầu chủ nhật luôn này tôi cho bác sĩ đồng nó nói à mày em cũng tức trống rồi con tôi trống rồi đang khỏe nhưng mày chơi thế này bổ về cho nó uống bổ đó con nó uống đó bổ đó uống ngựa đó đất sống đúng không á cái này đất sét chửi gì đất mà đất chửi mà ba đất sét chửi gì lên chùa tôi nhờ đi xuống mà đó phải không tao nói cho tụi mày biết cho cái đứa nào mà đi với tao mà kêu tao quay tiền lời mới kêu tao cầm xe đó tao thiệt đó đi đêm về hôm ấy xe tao bẹt đầu con tao là con tao khổ bao nhiêu tao khổ bao nhiêu ấy thì tụi mày lãnh hết còn gia đình nhà mày là từ chồng tới con tới vợ để con không có đâu đi mà phải nhặt chết bệnh rồi tao bóc bắt cơ tụi này nó nhận tiền nó không sợ đâu nhận tiền nó không sợ đâu làm việc mà để cho vợ chồng nhà tao bây giờ vợ chồng để sáng làm được đưa bà già chiếc cổ bà già nè đây là năm mặt quảng bá thôi. Đây nhá. Đây là địa chỉ của cụ để các bạn. Đây là đại mỹ phan gì đó mà bây giờ là Dương Ngọc Phát thì có cái này. Mặt là sáng sủa trong làm giảng chỉ đại chỉ này. Nó còn bảo tôi là nhờ tôi đi không tác động người này người kia không để cho nó đem người vào tôi hỏi tôi biết cái gì tôi đã chờ im lặng để tôi ở nhà tôi làm tôi ăn là tôi xin phải nghỉ 3 tháng rồi nó còn ở trong lưng tôi còn nói tôi là thế này thế kia nè để tôi im mà tôi không muốn nói rồi đó bây giờ mày ngoan tôi đứa nào ngon thì xác định cái đây đứng bóng hạ đúng rồi là đúng cái sai bây giờ trả lại tiền đây nè mày gì nó cái công ty gì mà công ty là cứ một tháng là một tên một tháng là một tên khổ như vậy mà sống được à thôi mày lấy cầm cái đồng tiền của mồ hôi giúp mắt của người ta mình đi ăn đi mình đừng uống mình đi chơi đi mẹ ông tên đánh tao mà thích mày mẹ nó dẫn đi mượn ngân hàng mà lại còn tiền lời lên đấy mà là nhắc lại cho mấy luôn mà nó hết cái tiểu nè hết cái tiểu này nè nè, ủa bà đóng xong rồi mới cho cái tiệm dưới à? Cái nó bảo là trong 3 tháng là nó bán, nó nhờ người bán hàng, nó trả lại tiền. Ơi, cậu bà này ghê. Có công việc mà làm 1 tháng 9-12 triệu, mà làm 9-10 tháng có được đồng nào? Không được lắm lượng mà có 500 mấy triệu. Tiền thì nó ở đâu mà cô ra? Có ra. Tiền nó ở đâu cô ra? Cô lấy tiền ở đâu ra? Tiền nhà cô chứ tiền ở đâu? Vâng. May là cô không vay ngân hàng á. Vâng, cậu về rồi. Cậu có bao nhiêu? Cô là 163 triệu. Mấy này mấy nào đi? Mấy này mấy nào đi? Đây là chủ cơ sở. Đây là chủ cơ sở là cái bờ đây, Nùng Ngọc Tuấn, chủ cơ sở hai chủ cơ sở nữa là ở Long Bình, với lại ở trên Trảng Bơm. Là Nùng Ngọc Tuấn. Đó là nhà tôi đang nhiều đó là cửa nữa. Còn đây nữa là còn đây nữa, đây là người dẫn dắt vô. Đây là người dẫn dắt lâu là Vi Hùng Dũng này. Còn đây là kế toán cầm tiền của cô nè. Đây là kế toán Trần Thị Hằng. Những người ở trong đây là Trần. Tôi này giống đi hồi lắm rác quá, kế toán gì? Trần Thị Hằng. Tôi làm rác kế toán gì? Đây là Trần Thị Hằng này, cầm tiền của tụi tôi này, thu tiền của tụi tôi nè. Đây là chuyên nghiệp này, lưu chuyên nghiệp rồi. Đây là nó chủ cơ sở, hai cơ sở luôn. Mà anh ra đi đây, nhập đây, kêu quen lại, đi. Chủ cơ sở là Nùng Ngọc Tuấn à.
chủ cơ sở Thường Ngọc Tuấn đây, là còn là kế toán trưởng là Trần Thị Hằng nè. Thì là mất bao nhiêu tiền rồi? 163 triệu. Sếp kêu là về nhà dụ người nhà vô, lôi kéo người nhà với bạn bè vô, mà tôi không có lôi kéo vô, không có đưa người nhà vô được. Cái bắt đầu nó nói là làm không có kết quả, không có kinh nghiệm, không có kết quả, không có kinh nghiệm gì hết, là nó cho đi phát tờ rơi này, nó đưa một cọc tờ rơi đi phát tờ rơi này, đi phát những cái tờ rơi này. Cách đổ hồ sơ này, đối rồi. Đây là những cái tờ rơi của nó nè. Đó, đây là những cái tờ rơi này. Đó, những tờ rơi đi phát tờ rơi dép cho thấy trò đó. Đó, ông chủ ơi, đó. Mang hút thôi đi dậu đó. Bơm trước là nó dẹp một đợt rồi, còn cái con này là con này là chuyên gia đưa người đi vay ngân hàng nè. Đây là người chuyên gia dắt người đi đưa vay ngân hàng nè. Đó, chuyên gia đưa người đi vay ngân hàng nè. Đây là Diễm Quyên, Phương Diễm Quyên. Tất cả những bị hại ngồi hết đây đi, để chờ công an tới đi. Đứng ở đây. Mới có mấy ngày à, hôm trước là đại thành công, bây giờ mới có mấy ngày là đổi bảng thôi rồi. Mới có mấy ngày thôi đổi bảng. Bây giờ chị mình gọi qua luôn. Sữa là 1 triệu 3. Thuốc xuất khẩu thì vương là 1 triệu 3, còn viêm khớp với này collagen là 1 triệu. Nhưng mà mấy cái đó test lên trên mã vạch thì đều là mã vạch của bánh kẹo. Vậy là tất cả những người ở đây là lên tới hàng mấy tỷ rồi. Các cô ở đây là hết bao nhiêu tiền rồi, tổng bao nhiêu tiền rồi? Ai cũng cả hơn 100 rồi đó. Ai 100 mà mấy người ở đây? Cái cô này là 500 mấy chục triệu. Cái cô này là 500 rồi. Vậy là tính sơ sơ đây là hơn 1 tỷ rồi. Sơ sơ thôi. Còn nhiều người lắm nhưng mà họ đâu đây bây giờ là họ không. Còn nhiều người lắm nhưng mà họ bị nhiều đó, bị cả tỷ cho nên nhiều người họ không có ai, họ muốn được gỡ lại đó. Mà gỡ được gì? Càng gỡ càng mất. Đó. Gỡ được cái nghiệp ác á. Còn nhiều người lắm nhưng mà người ta không có những bị hại hiện nay đang gào khóc, nói nhìn thảm thiết, nhìn rất tội nghiệp, nhìn rất thương. Ở trong này không nhầm là anh em hiệp sĩ Bình Dương, là trong này nhìn thấy khoảng trên dưới 10 thanh niên và 10 và có thể là cả một số các phụ nữ, nhưng mà chuyên đây này cũng là tên là tay gọi là lừa đảo một cách rất tinh vi và chuyên nghiệp. Đó, những cái thùng như kia mà một thùng như vậy vài chục triệu một thùng, chỉ có mấy thùng đơn giản như vậy là mấy trăm triệu. Nhưng thực sự là ăn được uống được, đó, rất tội nghiệp. Có nhiều bà ăn trộm cả sổ đỏ gia đình của con đi để đi cầm, và nghe chúng dụ dỗ đó, nghe chúng dụ dỗ rất ngon ăn. Đến giờ phút này tiền mất là tật mang, hiện thương quá, quá thương luôn, đau lắm, rất đau lắm. Mọi người đây là cũng là một cái bài học, không có tiền ở đâu mà trên trời rơi xuống mà dễ ăn được. Đây là chỉ có bọn lừa đảo thôi, nó mới dễ ăn thôi. Và một ngày này, cứ một ngày trung bình như thế này là một cơ sở gọi là nó thành lập vào một công điểm như thế này thì nó lời một ngày nó kiếm một tỷ đó, mà chục cơ sở như vậy là kiếm chục tỷ một ngày. Mà chục tỷ thì rất dễ, bởi một người một vài trăm triệu mà nó rất đơn giản, không gì khó. Mà không hiểu tại sao, lý do tại sao mà cơ quan chức năng này không có vào cuộc để dập bỏ cái nạn này đi đó. Để hiện nay thì người dân vô cùng rất khổ đó, rất khó khăn, hiện nay vô cùng khó khăn, tuyệt vọng. Chúng mặc xuống đi lừa đảo này, không rất tội nghiệp các bạn. Đấy,
cô chú anh chị ở đây là mọi người đây nhìn nhá, đây là những cảnh gọi là tổng toàn cô lớn tuổi, sáu mấy tuổi, 63, 64 tuổi. Trên kia thanh niên đang ngó trên kia, thanh niên trên lầu 2 đang ngó trên kia xuống này, đang ngó xuống, đó trên kia trên lầu xuống này, đang ngó mấy thanh niên đang ngó này, đó đang lép 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 đang ngó này, đó thấy không, mọi người thấy không, đó đang vạch cái tấm rèm trên này, thấy không ạ? Đấy. Bọn này nó không có sợ cho các bạn. Đấy, hiện nay là không sợ. Nó không hiểu lý do nào đó hiện nay là không có sợ. Bị hại hiện nay rất khổ đau, đau đớn, kêu gào khóc, thảm thiết. Tiền bạc giờ này mất trắng rồi, 400-500 triệu một gia đình. Hiện nay mất trắng là không cánh mà bay. Đấy, chúng con đào tạo vào đây là nâng cấp, nâng bậc lương, nhưng mà thực sự là lương giả. Không ai được lấy tiền trong những cái trung tâm đa cấp này. Còn lừa đảo đâu. Thực sự rất đau đớn không? Rồi gọi công an đi, mình gọi công an đi, gọi công an tới đi. Gọi công an tới là ăn tối rồi. Rồi công an đi. Rồi công an này hả? Gọi công an tới. À công an này. Sao? Gọi công an tới hả? Công an tới đi. Bây giờ nói chung là tội cho mấy cô này. Mấy cô này giờ chồng đuổi ra khỏi nhà luôn rồi, chồng con đuổi ra nhà. Người 500 mấy, một người 170 triệu, người 169 triệu, người 165 triệu, nó nhận tội nghiệp quá. Người 400 triệu, tội nghiệp mấy con già cũng bị lừa. Bà con phải hay tội mấy con, ba con vừa bị chồng đuổi, con đuổi ra khỏi nhà rồi, cầm nhà, cầm cửa, cầm xe. Nói chung là bà con phải thấy tội nghiệp bảy bà già cũng lừa. Bà con thấy tội nghiệp ba bà, giờ còn mấy bà còn đi. Hôm bữa hổm là lại báo là 12 bà giờ, mấy bà kia giờ sợ rồi, rồi giờ không giúp lại, giấu người nhà. Giờ tiền bạc thì giờ cầm ngân hàng hết rồi đó, cũng tội nghiệp với bà già thì công nhận công ty này là lừa đảo quá đó. Công ty là Dương Ngọc Phát, bà con nằm ở phường Long Bình, quốc lộ 1A, thành phố Đồng Nai, bà con tỉnh Đồng Nai, thành phố Biên Hòa Đồng Nai, rất là đau buồn. Thì hôm nay tôi đến đây địa bàn ở phường Long Bình mà thấy mấy bà già rất là tội nghiệp, bà nào cũng đến cũng khóc. Đúng khóc mà con cháu uống ba sữa rồi về là thì ngộ độc đi ra bệnh viện Nhi Đồng, rồi thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ cái bà thất ói máu, bây giờ không biết sao. Nói chung là giờ tôi thấy là rất là đau buồn, mà coi xã hội bây giờ xong cái gì nó cũng lừa hết, bà già nó cũng lừa, tội nghiệp bà già mất sức lao động cũng lừa. Nó là nếu mà đã đóng tiền nhiều thì lên là được phó trưởng phòng, mà tiền thì không thấy đâu hết, đóng rồi giờ không có thấy tiền đâu hết. Sữa thì uống thì là đau bụng, uống thì giờ con nằm bệnh, con cháu nằm bệnh viện, rất là đau buồn thiệt. Rồi đất là đau thì quá, khổ quá, khổ. Người dân nhiều người ta không hiểu, không hiểu. Người ta nói mắc lừa. Đây là cơ sở rất mới, nằm gần công viên mới của Amata, đây là phường Long Bình. Đó, đây là cặp quốc lộ 1A, đó, cặp quốc lộ luôn này. Đó, hiện nay một ngày rất nhiều người đã bị lừa đây, xin việc làm. Đó, chúng ta là muốn kiếm tiền để giúp gia đình, đến giờ phút này có thể đặt. Rất tội, rất là tội nghiệp, thường là toàn cô lớn tuổi rồi, bây giờ lúc này là mỗi người một người mấy trăm triệu thôi, cuộc đời cũng ai chắc là đau thôi, chắc là đau buồn cho mình lắm. Nó là dạy đứng dưới một cây khóc thôi, khóc khóc tận giờ nổ rồi. Bây giờ bà nhà gia đình ba con cháu rồi đuổi ra hết, đuổi ra khỏi nhà anh ba bà này, còn mấy bà kia thì giấu không dám mấy gia đình, rất là đau buồn. Mà thôi bây xong là lừa dưới mấy thanh niên trẻ trời tuổi này sao rồi còn mấy con rồi. Em lịch sự mà lừa đảo mấy bà già chi mày ơi. Em lịch sự mà lừa đảo mấy bà già chi. Em lừa đảo mấy bà già chi.
Kéo nó ra đây quay. Ra đây quay. Cảm ơn các bạn.
chủ nhà hàng là Đông Phương á, là bị lừa, bị ở đây lừa tới không. Hai đúng không? Sao đâu không em? Người dân đông lắm các bạn, người dân hiện tại đang du lòng lắm, người dân đang xem. Tay xong. Đó, đó, đó. Ôi giời. Mày không biết của tôi này. Dâu giảm tiền người ta thì được, nhưng lúc người ta không có bệnh nhá. Chính xác như vậy rồi đấy. Anh cứ quay được không? Em đi lừa người ta được mà anh quay. Ai lừa ai? Đây này người ta nói. Ai lừa ai? Ai lấy tiền? Ai lừa ai? Chính chỗ này. Với lại công an chúa lừa ai? Công an ra biết. Ok, im lặng công an chúa giải quyết. Vậy thôi. Tôi muốn phá là phá hả? Nói là đi đại học lừa tháng ba không trả lại cho bà cô. Công an chúa giải quyết. Phá được quay. Bắt được đâu đi chạy. Để công an chúa. Lừa dữ quá bà con ơi. Bà con thấy tội nghiệp mấy bà già ghê. Bà già 60 tuổi đang bị lừa dần, bà con người dân đang bu. Người dân đang bu rồi chỉ Bình Dương đang nhảy múa ở Biên Hòa Đồng Nai. Người ta cấp rồi giờ đóng cửa luôn à. Đã cấp giờ đóng cửa luôn. Đã cấp giờ đóng cửa. Cấp này lừa quá chừng quá đắt, ai cho thuê một bằng kia vậy? Cho thuê mà nấy mấy bà già này cũng lừa nữa, cái lừa chi cậu nghiệp mấy bà già ghê, tội nghiệp nó lừa mấy bà già. Trời, công an lự cũng lâu quá. Ba cái hồi ba cái sữa rồi uống vô là bệnh luôn á, đó. Đó, uống vô là bệnh luôn, uống vô bệnh luôn bà coi, bà con là bệnh cậu nghe mấy bà già quá, chia sẻ mạnh cho bà coi, bà con nghe nãy giờ. Đó bao nhiêu là 500 triệu á. Thì công an lại cho thôi. Công an sao nãy giờ lâu quá chưa thấy lại. Nãy em có ấy được cái bà già đâu. Nãy được cái ấy được cái bà già. Mấy đang ăn buồn ghê, uống ghê. À, không nghe lâu dữ trời nãy giờ.
giờ người dân đang tôi cũng hãy đang làm cho nó trả cho người tự thôi. Có bà già, bà già đây nè, có bà già chi ấy nè. Sao rồi? Sao rồi? Công an đưa họ bắt đi lên trên đó để làm đơn gì á? Không, có. Đây đây, đây nè, lấy quyền lợi. Cô ơi, không đi. Yêu cầu này là biết. Không. Đi lên đi. Cái bà già đâu à? Qua đây đi. Đây chờ công an đến đi chứ gì cho. Ơi. Nè. Kêu là công an đem đưa, đem thử chứ đem đơn qua. Nằm chạy thuốc. Nằm chạy thuốc. Bà đó 6.500 mấy triệu bà đó. Ơi. Người dân là cực khổ, đau đau khổ như cái vấn nạn này quá thiệt, nó lừa đảo con khi ra chắc là lừa đảo. Nó lừa đảo chị ơi, mà tội nghiệp. Tội nghiệp lắm chị ơi, tội nghiệp lắm. Người bà già 60-70 tuổi nó còn lừa nữa, bà già mấy đó, mấy bà già 60-70 tuổi còn lừa người 500 mấy, người 100 mấy. 500 mấy nè. Năm đó nằm dậy thôi đi, nằm dậy. Quá nhiều. Lừa tấm thảm đó. Bỏ là lười.
đi bị nắng mưa, biết mưa nắng.
Đó, nó vạch nó về đó, đó. Chạy nó bỏ chạy, chờ con quay lại, 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 chờ con quay lại,